Hello, xin chào toàn thể mọi người nhá. Xúc công nghệ nghe nén 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình trước cục sạc pin dự phòng mọi người nhé. Mã của nó là H12. Đó. Đây là sản phẩm này. Đó. Đi kèm theo thiết bị thì khi các bạn mua hàng thì đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Đó. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt mọi người nhé. Đó, chi tiết từng bước tải ứng dụng này, kết nối camera này, đó, vào trong ứng dụng kết nối xem từ xa như nào, trong này có hết mọi người nhé. Đó, thì các bạn có thể xem theo dõi cái video clip này của mình rồi làm theo cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng là có thể sử dụng được thành thạo mọi người nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ màu sản phẩm ra và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất mọi người nhé. Đó, đây sản phẩm đây mọi người nhé. Đây. Đó. Sản phẩm đây. Đó. Cái cục sạc pin dự phòng đời mới này là có thể sạc từ được mọi người nhé. Như những dòng camera, những dòng sạc dự phòng trước là sẽ không sạc từ được. Nhưng mà đây là dòng đời mới thì cái chỗ này nó sẽ sạc từ được. Đó. Thì những cái điện thoại nào đời cao, ví dụ như iPhone X, iPhone 11, 12, 13 nó có thể sử dụng được mọi người nhé. Đây. Này các bạn ốp cái mặt lưng của qua đây là được rồi mọi người nhé. Đó. Trong hộp sản phẩm thì sẽ gồm có đây, thứ nhất là đây một cái chân cắm sạc này. Đó. Thì thiết bị này các bạn có thể dùng pin liên tục được khoảng 15 tiếng mới hết pin mọi người nhé. Đó, thì hết pin thì các bạn lại sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Đó, rất là đơn giản. Đó. Đây, và trong hộp thiết bị thì sẽ gồm có thứ nhất là một cái mắt để các bạn có thể là che cái mắt camera đi. Đó. Đây, cái nó sẽ có hai mặt các bạn nhé. Đó, thiết bị sẽ khi các bạn mua sẽ có hai cái mặt. Đó, một cái mặt này là để các bạn quay ban đêm này. Đó. Và mặt thứ hai đây là cái mặt mặt trong suốt. Mặt trong suốt này các bạn có thể là quay được ban đêm mọi người nhé. Đó, đây mình sẽ đổ ra. Đó. Đây, mặt này các bạn có thể quay được ban đêm mọi người nhé. À, quay mặt này quay ban ngày. Đó, mặt trong suốt này để các bạn quay ban ngày. Đó, còn mặt kia mặt đen thì các bạn quay ban đêm. Đó. Đó, hết rồi. Đó. Thì sử dụng một chiếc camera ngụy trang hình trước cục sạc pin dự phòng này rất là đơn giản thôi mọi người nhé. Nó cũng giống như các cái dòng camera siêu nhỏ V99, V100 rồi là F400 mọi người nhé, dùng rất đơn giản. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút chức năng ở trên thiết bị và đi vào test hình ảnh thực tế cho mọi người. Đó. Đó. Đầu tiên đây là mắt camera này, mắt camera dạng lồi mọi người nhé. Xung quanh nó sẽ có là mỗi bên là ba mắt hồng ngoại hỗ trợ các bạn quay đêm cực kỳ sắc nét mọi người nhé. Hồng ngoại đen, khi các bạn quay ban đêm thì hình ảnh nó sẽ là đen trắng, nhưng mà cái mắt hồng ngoại đen này nó sẽ không phát sáng mọi người nhé. Mặt đằng sau này thì sẽ có một cái nút bật nguồn này. Đó. Còn cái đây là chân cắm sạc. Đó, đây khay cắm thẻ nhớ các bạn nhé. Thì cái camera ngụy trang hình trước cục sạc pin dự phòng này nó sẽ hỗ trợ tối đa cái bộ nhớ là 128GB các bạn nhé. Đó, và đây là hai cái đầu ra. Đó, thì các bạn sạc pin thì các bạn cắm cái cục sạc vào các bạn đây là cái đầu ra thôi các bạn nhé. Đó, như cục sạc pin dự phòng bình thường thôi. Đó, còn đây là nút để các bạn xem phần trăm pin mọi người nhé. Đây, khi các bạn muốn xem phần trăm pin nhé thì các bạn bấm vào. Đó. Đó, nó sẽ hiện phần trăm pin đây mọi người nhé. Này. Đó, đây là 75%. Đó. Còn đây là nút để các bạn reset các bạn nhé. Thì khi camera các bạn dùng lâu thì các bạn nên reset lại camera một lần để cho camera được mượt hơn mọi người nhé. Đó. Thì sau đây mình sẽ bóc thẻ nhớ ra, cho thẻ nhớ vào và test hình ảnh thực tế cho mọi người mọi nhé. Đó, đây mình sẽ bỏ những phụ kiện là không dùng đến ra. Đó. Đây. Mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 128GB bạn nhé. Đó, mình sẽ bóc ra này. Đó. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách các bạn lắp thẻ nhớ đây. Đó, thẻ nhớ các bạn úp cái chiều mặt đồng lên hướng cái chỗ chân sạc mọi người nhé. Đó. Đó, các bạn ấn vào như này. Đó, sau đó các bạn bật nguồn lên, bật nguồn thiết bị các bạn dí ở đây.
Đó, thiết bị chất xám có đèn màu đỏ nha mọi người nhé. Đó, này. Như này là thiết bị đang bật lên rồi mọi người nhé. Đó. Thì bước đầu tiên thì các bạn là đây, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là có biểu tượng là lúc cam, biểu tượng màu xanh này mọi người nhé. Đó. Thì bạn nào dùng điện thoại là Samsung thì các bạn vào 7play, các bạn nào dùng iPhone thì vào cửa hàng Apple Store. Đó, các bạn gõ cho mình cái ứng dụng là lúc cam. Đó, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là lúc cam có biểu tượng như trên mình đây mọi người nhé. Đó, sau đó các bạn thoát ra ngoài. Đó. Bước đầu tiên thì các bạn vào mục cài đặt này. Đó, sau đó các bạn chọn vào mục là wifi nhé. Đó, thì cái camera ngụy trang mình trước củ sạc pin dự phòng này nó sẽ phát cho mình một cái mã wifi có chữ F đằng trước và một dãy số đằng sau không mật khẩu thì các bạn ấn này. Đó. Khi nào trên này nhìn có hiện cái dấu tích này thì các bạn thoát ra ngoài màn hình chính này. Đó, đấy là bước thứ nhất mọi người nhé. Bước thứ hai các bạn vào cái ứng dụng là lúc cam. Đó. Sau đó các bạn chọn cho mình vào cái mục là cancel nhé. Đó. Khi các bạn chọn là cancel xong thì trên mình sẽ hiện cái chữ là device online. Thì các bạn ấn vào chữ device online nữa. Đây. Để xem nó nhé. Đây. Đó. Đây. Bật tiếng lên này. Alo. Đó. Do hai thiết bị ở gần nhau nó sẽ bị xung đột âm thanh mọi người nhé, nó sẽ có tiếng o mọi người nhé. Còn khi các bạn đã kết nối xem từ xa thì nghe cực kỳ rõ nét. Đây. Mình xoay chữ này. Đó. Đó. Còn đây các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn ấn đây. Còn mà các bạn muốn lưu video thì các bạn ấn vào cái nút gần cái nút chụp ảnh nhé. Đây. Đây. Nó sẽ hiện dây lên nha mọi người nhé. À, các bạn không muốn lưu nữa, không muốn lưu video nữa thì các bạn ấn vào. Đó. Đây còn các đây chỗ để các bạn chọn chế độ hình ảnh nha. Các bạn muốn chọn hình ảnh sắc nét các bạn chọn là 4K mọi người nhé. Đó, hình ảnh 4K thì cực kỳ sắc nét luôn. Đó. Đây. Đấy, còn bạn nào mà muốn tắt cái đèn nhá, tắt cái đèn ở trên cái điện thoại, trên cái cục sạc pin dự phòng này, các bạn ấn vào. Đó, các bạn sẽ tắt được cái đèn này đi. Đó. Còn bật đèn lên này. Đó, nó sẽ bật đèn lên. Đó, còn các bạn nào muốn chọn chế độ quay ban đêm nhé thì các bạn ấn vào cái hình lửa cái bóng đèn này, ấn vào. Đó, thì khi quay ban đêm thì hình ảnh nó sẽ trở về đen trắng mọi người nhé. Đó. Ban đêm các bạn có thể quay được từ 8 đến 10 mét. Đó. Này. Rất là sắc nét mọi người nhé, quay ban đêm cũng rất là sắc nét. Đó, mình sẽ bật chế độ ban ngày lên cho nó có màu nhìn cho sáng. Đó. Còn cái hình tròn này nhá, hình tròn này là khi các bạn muốn chỉnh cái hình ảnh nó sáng lên thì các bạn chỉnh ở đấy thôi. Đó, cho hình ảnh nó sáng lên. Nó sắc nét hơn mọi người nhé. Khi nào cái camera các bạn quay ở nơi nó tối thì các bạn bật cái cho cái này lên để cho nó sáng mọi người nhé. Đó. Đó, đó là cách mình kết nối với wifi của camera để xem ở phạm vi gần rồi. Thì cách bước tiếp theo đây mình sẽ có rất là nhiều khách hàng theo hỏi mình là khi mình điện thoại mình đi xa thì muốn xem như thế nào, và khi các bạn đi xa mà muốn tự động lưu những đoạn video trong thẻ nhớ thì các bạn làm nha. Đó thì các bạn ấn vào mục cài đặt này. Đó, các bạn ấn vào mục cài đặt, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết từng mục một luôn. Các bạn ấn mục cài đặt nhé. Sau đó bạn chọn mục là device setting. Đó. Thì các bạn sẽ chọn nhìn thấy cái vòng là alarm config, có nghĩa là cái một cái bạn ghi âm, có nghĩa là khi các bạn đặt cái camera này ở trong phòng ấy mà có người đi qua thì nó sẽ là cảnh báo chuyển động nhé. Đó, cái alarm config có nghĩa là cảnh báo chế độ chuyển động, có nghĩa là khi chế độ chuyển động là khi có người đi qua thì nó mới lưu, còn khi không có người đi qua thì thiết bị sẽ không lưu mọi người nhé. Đó, các bạn chỉ gạt hết tất cả sang màu xanh là được rồi. Đó. Còn bên dưới là Modify Network Password, có nghĩa là khi các bạn muốn đổi mật khẩu của cái camera này. Đó, khi các bạn một thì mật khẩu mặc định của cái camera này là 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, thì các bạn muốn đổi thì các bạn đổi mật khẩu là được thôi mọi người nhé. Các bạn nhập cái mật khẩu cũ đây, sau nhập mật khẩu mới xong ấn OK là xong các bạn nhé. Đó, còn mục là SD card setting này, các bạn ấn vào cái chỗ này là để chế độ tự động lưu mọi người nhé. Đó, khi các bạn bật camera lên, đó, các bạn sẽ thấy tất cả ánh sáng này. Đó, các bạn bật lên là thiết bị sẽ tự động lưu những đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn.
Đó, sau đó bạn chọn chế độ hình ảnh này, đấy, chọn HD này. Còn bên dưới là phần video duration, có nghĩa nó sẽ hiện cái độ dài của video. Có nghĩa là các bạn chọn độ dài bao nhiêu thì nó sẽ lưu video, nó sẽ lưu video được gần đấy mọi người nhé. Đó, còn bên dưới nó sẽ hiện là total space, có nghĩa là độ bộ nhớ của camera là bao nhiêu. Thì vừa rồi mình đã gắn sẵn một cái thẻ nhớ là 128GB vào, thì bên dưới nó sẽ hiện cái bộ nhớ của camera ở đây mọi người nhé. Đó, còn bạn nào muốn xóa tất cả dữ liệu trong thẻ nhớ, các bạn ấn vào mục là format SD card này, sau đó bạn chọn là OK là xong các bạn nhé. Thì các bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu trong thẻ nhớ đi. Đó, để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Đó, còn bên dưới này là để bạn bật đèn thôi. Đó, bật đèn, tắt đèn ở đây. Đó, các bạn có thể tắt vào trong cái màn hình cũng được. Đó, còn bên dưới là phần mục là Wi-Fi setting này. Đó, thì mục này là mục kết nối Wi-Fi xem từ xa các bạn nhé. Thì khi camera này các bạn, ví dụ các bạn đang gắn ở trong phòng ngủ các bạn, thì nó sẽ tìm ra Wi-Fi của nhà các bạn luôn mọi người nhé. Đó, thì ví dụ nào nó sẽ tìm ra Wi-Fi là AUI camera này. Đó, thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu Wi-Fi AUI camera vào, sau các bạn chọn OK là xong. Đó, là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có Wi-Fi 3G 4G thôi là có thể xem được hết mọi người nhé. Đó, còn bên dưới là mục là Report, có nghĩa là tắt tắt camera từ xa mọi người nhé. Còn mục là Reset Factory, có nghĩa là nó sẽ reset camera thành một cái thiết bị mới mọi người nhé. Đó, là một thiết bị mới coi như là chưa ai đã kết nối với cái này. Đó, còn bên dưới là Zenlight Device, có nghĩa là xóa tất cả những cái mục mình đã cài đặt đó để camera trở thành camera mới mọi người nhé. Đó, đó, thì sử dụng một chiếc camera này cũng rất là đơn giản thôi. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc cục sạc pin dự phòng H12 này, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc và được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB khi các bạn mua hàng. Nhận hàng các bạn bóc hàng ra kiểm tra kết nối với điện thoại của bạn để xem thử các bạn nhé. Hình ảnh sắc nét thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn hoàn toàn về cho mình. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những video clip sau.